Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Lâm Tâm Như hé lộ điều này về Hoắc Kiến Hoa sau 7 năm chung sống. Lâm Tâm Như cùng Hoắc Kiến Hoa tới nay đã kết hôn được 7 năm và có chung một cô con gái. Mới đây, Lâm Tâm Như đã xuất hiện trong một chương trình với tư cách là khách mời. Ngay phần mở đầu, nàng Hạ Tử Vi đã được MC hỏi về việc nấu ăn hàng ngày cho con gái. Đối với vấn đề này, Lâm Tâm Như cho biết, nhiều người có thể nghĩ rằng bình thường cô sẽ hay nấu ăn, nhận bữa ăn thịnh soạn với nguyên liệu đắt tiền. Tuy nhiên, bà xã Hoắc Kiến Hoa nói rằng, thức ăn hàng ngày cho con gái cô thường nấu khá đơn giản. Mỹ nhân Hoàng Châu Cách Cách tiết lộ, bí quyết nấu đồ ăn hàng ngày cho con gái của cô chỉ là nước dùng. Theo đó, dù nấu bất kỳ món gì, cô cũng sẽ sử dụng nước dùng để thức ăn của con gái phẩm thơm hơn và đủ dưỡng chất hơn. Tiếp đó, MC lại hỏi rằng, liệu ở nhà Hoắc Kiến Hoa có thường hay nấu ăn không? Trước câu hỏi này, Lâm Tâm Như lập tức trả lời rằng, ồ, tất nhiên là không rồi, nếu bạn muốn so sánh thì tôi là đầu bếp giỏi nhất trong nhà. Trên trang cá nhân của Lâm Tâm Như, người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ những bữa ăn sáng đầy đủ dưỡng chất cho chính cô tự làm. Qua đó có thể thấy, Lâm Tâm Như là người phụ nữ rất đảm đang. Dù bận nhiều công việc, nhưng vẫn chăm sóc tốt cho chồng và con gái. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.